sẵn hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thánh thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đón ngày mùng hai có ai đi nhiều mẹ mẹ em ngờ đầu. Anh mang trầu cao anh qua rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu, quá xa to thật khó rau muống. Thăm thiết sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chần chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chịu anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế. Sau đám cưới liền tay, đó ngày mùng hai có ai đi nhiều em ơi em ở đâu. Anh mang trầu cao anh qua rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu, quá xa to thật khó rau muống. Thân thiết sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chần chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tính toán cho gần cùng đời đâu xa thế. Trên dưới phụ thế hai đứa về bên nhau. Ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chịu anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phụ thế hai đứa về bên Thanh Duy. Như nào? Em cần thử. Cái động tác mà em cứ đứng. Trời ơi. Anh thử xe quạt đi anh. Một năng lượng hoàn toàn khác. Và chúng ta sẽ mời quay trở lại Hoàng Linh, người đã phối khí bài hát này. Cảm ơn anh Linh rất nhiều. Đúng là đội tên gì thì nghe cảm giác đúng như thế luôn. Đúng không? Vừa vang lên nhạc một cái là chúng ta thấy đúng chất disco luôn.